Một chiếc đồng hồ. Wow, như chiếc cái điện thoại nhỉ. Hộp đóng gói chắc chắn, niêm phong đầy đủ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem. Ui rồi, nhìn trông như một cái điện thoại luôn các bạn ạ. Mình mở một cái hộp này thực ra là cũng như một cái điện thoại luôn. Đây. Đây, đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta đây. Nhân vật chính của chúng ta đây, ui thì này. Khác gì cái điện thoại đâu, mỗi tội hơi to một tí. Đây, còn cái này là cái gì đây? Cái này mở kiểu gì ta? À đây, để mở. Rồi. Đây là cái phụ kiện của nó này. Phụ kiện của nó thì nó sẽ cho chúng ta một cái dây đo và một cái dây đo nhiệt độ này. Sách hướng dẫn sử dụng. Đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta đây. Đây các bạn thấy là ngoại quan em này thì trông nó chẳng khác gì một cái điện thoại luôn nhá. Và xung quanh của nó này thì nó được bọc bằng một cái ốp nhựa mềm các bạn ạ. Không khác gì một cái điện thoại luôn. Rất chi là ngon luôn nhá. Đây mình sẽ tháo cái ốp nhựa này ra. Đây các bạn thấy nó khác gì một cái ốp điện thoại đâu đúng không ạ. Đây là ốp mềm này. Ở đây thì nó sẽ chạy hai cái viên pin AA là 1,5V và cái pin này là cái pin đũa nhá. Pin đũa thì nó sẽ nhỏ hơn pin tiểu một chút. Thì ở phía trên của nó thì nó sẽ có một cái nút bật nguồn các bạn nhé. Ở bên hông thì nó sẽ có ba cái nút này. Ở phía dưới thì nó sẽ có ba cái rắc cắm để chúng ta cắm que đo. Ở đằng sau của nó thì các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có hai cái đèn. Hai cái đèn này là hai cái đèn LED để chúng ta soi sáng này. Bây giờ chúng ta sẽ bật nguồn lên này. Các bạn bật nguồn lên thì các bạn chỉ cần ấn một lần thôi là nó lên. Đấy. Khá đẹp luôn các bạn nhé. Đây, một cái màn hình giao diện của nó đây. Rất to và rõ ràng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cắm que đo vào. Đối với cái thang đo là đo điện áp này, đo tần số này, đo tụ điện này, đo diode này và đo điện trở này hoặc là đo chập mạch này thì các bạn sẽ cắm vào cái rắc cắm ở giữa và rắc cắm bên tay phải. Còn khi mà các bạn đo về dòng điện thì các bạn cắm vào cái rắc cắm ở giữa và rắc cắm bên tay trái. Ở giữa là chính là cái rắc cắm chung cổng com và thông thường nó là dây màu đen. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các cái tính năng của nó xem như thế nào. Đầu tiên các bạn có thể thấy cái nút ở phía trên cùng này thì là cái nút để chúng ta sẽ ghim lại cái phép đo. Ví dụ khi mà chúng ta đo được ở một cái điện áp nào đó. Đấy, ví dụ như là đây, mình sẽ đo cái điện áp này đi. Điện áp này là điện áp xoay chiều. Thì chúng ta sẽ đo này. Đẹp chưa các bạn ơi. Nó báo tín hiệu màu đỏ luôn nhá. Khi mà cái điện áp xoay chiều nó nguy hiểm. Tức là với cái điện áp mà khoảng 42V trở lên, kể cả điện áp một chiều hay điện áp xoay chiều thì lập tức nó sẽ báo đèn đỏ cho chúng ta nhá. Và khi mà các bạn muốn ghim lại cái phép đo này thì các bạn bấm phím phím ở trên này. Đấy, nó hiện lên chữ H này thì nó sẽ ghim cái phép đo của chúng ta. Có nghĩa là khi các bạn bỏ cái que đo này ra thì nó vẫn hiển thị cái phép đo cho chúng ta là 228V này. Và tần số ở đây là 50Hz. Đấy. Và chúng ta nhấn một lần nữa bỏ nó đi thì nó sẽ về cái chế độ tự động. Nếu chúng ta nhấn giữ cái nút đầu tiên này thì nó sẽ hiển thị đèn. Bình thường cái đèn nền của cái đồng hồ này nó tắt này. Nếu mà chúng ta nhấn giữ cái nút H này thì đèn nền nó sẽ hiển thị lên. Các bạn thấy chưa? Cái đèn nền nó hiển thị lên và chúng ta có thể là sử dụng ở trong bóng tối được. Rất chi là tiện dụng luôn các bạn nhé. Rồi cái phím ở giữa này là cái phím để chúng ta sẽ bật tắt cái đèn đằng sau này. Và các bạn sẽ nhấn giữ thì chúng ta sẽ bật cái đèn đằng sau này lên. Đây các bạn có thể thấy là cái đèn đằng sau nó đã sáng. Tuy nhiên mình thấy là cái bóng đèn LED này nó hơi tối. Cái độ sáng của nó không được cao cho lắm. Và các bạn nhấn một lần thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ NCV. Đây. Vậy cái chế độ NCV là cái chế độ để phát hiện cái dòng điện xoay chiều. Ví dụ như chúng ta muốn dò xem là cái dây này nó có điện hay không, chúng ta sẽ để cái đầu này nó sát vào cái dây điện này. Đấy các bạn thấy á, khi mà nó có tín hiệu điện thì lập tức là nó sẽ kêu tít tít và nó sẽ báo hiệu có cái vạch sóng ở đây. Các bạn nhìn thấy có cái vạch ở đây. Khi mà cái tín hiệu này càng lớn thì cái tiếng kêu nó phát ra càng lớn và cái vạch này càng nhiều luôn. Rồi cái phím bấm ở dưới cùng này là cái phím bấm để các bạn sẽ chuyển đổi giữa các chế độ này. Đầu tiên thì nó sẽ là ở cái chế độ auto này. Bây giờ mình sẽ đo một cái điện trở này. Cái chế độ auto thì nó sẽ phát hiện giữa ba cái chế độ, có nghĩa là nó tự phát hiện giữa ba cái chế độ, đó là chế độ đo điện áp một chiều và chế độ đo điện áp xoay chiều và đo điện trở này. Ở đây mình sẽ có một cái con trở 4,7K này và bây giờ mình sẽ đo này.
Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ đo được khoảng 4,66 kilo ohm đấy. Nó sẽ tự động nó phát hiện cho chúng ta. Và các bạn để chế độ auto này, nếu mà các bạn đo dòng điện một chiều, đây mình đo một cái viên pin này để các bạn sẽ xem nó có đo được không nhá. Có nghĩa là chúng ta sẽ không cần phải chuyển thang đo này. Bình thường các đồng hồ khác thì chúng ta sẽ phải chuyển thang đo đúng không? Đấy, về đây là viên pin mới này, được 1,6V này. Như vậy là khá ok này. Bây giờ cũng vẫn cứ để cái chế độ auto đấy và chúng ta sẽ không cần chuyển thang đo nữa. Và bây giờ mình sẽ đo cái điện áp xoay chiều. Đây là điện áp xoay chiều các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ tự động nó sẽ nhận điện áp cho chúng ta được 229-230V. Và ở phía dưới các bạn có thể nhìn thấy là tần số khoảng 49,86Hz. Và nó sẽ tự động nó nhận điện áp cho chúng ta. Thì đấy là cái chế độ auto. Mình lưu ý với các bạn là với cái chế độ auto này thì nó chỉ phát hiện ra cái điện áp từ 0,5V trở lên thì nó sẽ phát hiện ra là nó sẽ chuyển sang thang đo điện áp. Còn nếu mà dưới 0,5Ohm thì nó sẽ tự động phát hiện và nó sẽ tự hiểu đấy là nó sẽ đo điện trở. Mặc dù có thể đây là cục pin nhưng mà cái điện áp của cục pin này nó chỉ có 0,5V thôi. Nhưng cái đồng hồ này nó không hiểu đây là cục pin mà nó chỉ hiểu đây là một cái điện trở. Do đó các bạn lưu ý là cái điện áp của nó phải trên là 1,5V. Các bạn bấm cái nút ở dưới cùng này thì nó là sang cái chế độ là đo chập mạch. Nếu như có chập thì lập tức là nó sẽ phát ra tiếng bíp bíp. Đây các bạn thấy này. Thì bản chất cái này nó là đo ở điện trở thôi. Nhưng mà điện trở nó nhỏ hơn khoảng mấy chục ohm thôi. Thì nó phát hiện ra, còn lớn hơn là nó sẽ không phát hiện ra chập mạch. Bấm một lần nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang cái thang đo là thang đo diode các bạn nhé. Đây mình có con diode đây. Mình sẽ đo xem nào. Đây, đây. Đo chiều này. Ok, bây giờ mình đảo chiều đi xem nào. Đây, chiều này không lên. Như vậy là một chiều lên, một chiều không lên. Như thế là ok. Như vậy là thang đo này diode ok rồi. Bấm một lần nữa, chuyển thang đo tiếp theo. Thang này là thang đo tụ điện các bạn nhé. Đây, mình có một cái con tụ này là con tụ 100V và 100 microfarad. Và bây giờ mình sẽ đo xem. Với cái con tụ mà dung lượng càng lớn thì cái phép đo nó sẽ hơi lâu các bạn nhé. Khi mà đo tụ thì các bạn hạn chế chạm tay vào que đo. Đây, mình đo được là 90 microfarad. Như vậy là con tụ này chỉ được 90 microfarad thôi chứ không đạt được 100 microfarad nhé. Rồi, bấm tiếp theo nào. Thang đo tiếp theo thì đây, cái thang này cũng khá hay này. Cái thang này thì nó sẽ biến cái đồng hồ của chúng ta thành một cái bút thử điện này. Và các bạn sẽ dùng cái que dương này, que màu đỏ này. Và các bạn sẽ cắm để dò xem là chỗ nào có điện. Ví dụ như đây là cái điện nguồn lưới này. Và chúng ta sẽ cắm này. Đấy, như cái pha này là cái pha nóng này. Các bạn thấy chưa? Nó có điện là lập tức là nó sẽ báo đỏ cho chúng ta. Và nó kêu. Đấy, báo đèn đỏ này. Pha nóng nha. Pha bên cạnh là pha nguội này. Thì nó sẽ không kêu gì. Đó, như vậy là với cái đồng hồ này thì các bạn có thể là biến thành một cái bút thử điện. Rất chi là tiện dụng luôn. Cái thang này thì là thang đo nhiệt độ rồi, thì mặc định của nó sẽ là lấy cái nhiệt độ của phòng. Còn nếu như các bạn muốn đo nhiệt độ lớn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái can nhiệt của nó kèm theo đây. Và chúng ta sẽ cắm vào hai cái cổng này. Đây, các bạn rút hai cái cổng giữa và bên tay phải ra, xong chúng ta sẽ cắm nó vào. Thì nó sẽ biến thành cái đồng hồ đo nhiệt độ. Bấm lần nữa thì là thang đo độ ép rồi, thì không nói. Rồi, sau đó lại trở về cái chế độ auto. Đấy, như vậy là các bạn có thể thấy là với một cái đồng hồ khá nhỏ gọn như này thì nó cũng khá nhiều các cái tính năng hay ho, và nhất là cái tính năng auto. Rồi, còn cái thang đo dòng điện này thì nó sẽ đo được mắc là 10A các bạn nhé. Và các bạn chỉ cần chuyển cái rắc cắm này sang cái rắc cắm bên trái thôi thì lập tức là cái này nó sẽ tự động nó chuyển thang đo cho chúng ta nhé. Chúng ta không cần phải bấm nút để chuyển thang đo. Đây, mình cắm vào, các bạn để ý này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ tự động nó chuyển sang cái thang đo là miliampere, tức là đo dòng điện. Khi mà các bạn rút cái que đo ở cái thang đo dòng điện ra thì tự động nó sẽ chuyển về cái thang đo tự động này. Các bạn để ý này. Đấy, nó sẽ tự động chuyển về auto luôn. Với cái đồng hồ này khi mà các bạn bật này và các bạn để 15 phút mà các bạn không sử dụng ấy, thì tự động nó sẽ tắt nguồn đi cho chúng ta. Và các bạn để ý ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng, là cái biểu tượng nguồn ở bên tay trái góc bên trên này. Đấy, nó có một cái biểu tượng nguồn này thì là cái biểu tượng hiện giờ, có nghĩa là cứ sau 15 phút mà không sử dụng thì nó sẽ tự tắt đi cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta mà muốn sử dụng liên tục và tới khi nào hết pin thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tắt nguồn đi. Rồi, trước khi mà bật thì các bạn sẽ nhấn giữ cái nút NCV này cho mình, nhấn giữ và sau đó là bấm nút nguồn, nhấn giữ này, bấm nút nguồn. Rồi,
Và khi mà nó bật lên thì các bạn nhìn thấy ở trên màn hình nó sẽ không còn cái biểu tượng của cái nút nguồn này nữa. Và không còn cái biểu tượng nút nguồn này nữa thì có nghĩa là cái đồng hồ này nó sẽ cứ hiển thị và cứ thế chạy cho tới khi nào hết pin thì thôi nhé. Mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái đồng hồ cũng khá hay ho, cũng khá tiện dụng để cho tất cả các anh em điện tử chúng ta có thể sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.